Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin chủ và nhân viên một nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn đánh đập, lột đồ của khách. Ngày 5 tháng 5, AFA tiếng Việt loan tin khởi tố chủ và nhân viên nhà hàng Nari ở thành phố Hồ Chí Minh lột đồ khách, ép thanh toán. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 5 người gồm chủ và nhân viên nhà hàng Nari để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn truyền thông trong nước ngày 5 tháng 5 cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt giam Lê Thị Phương Trâm, chủ nhà hàng Nari, địa chỉ số 8A xoẹt E4, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé và Nguyễn Tiến Luân, 23 tuổi, Nguyễn Quang Lợi, 26 tuổi, Lê Duy, 25 tuổi, Phan Thị Kim Xuyến, 27 tuổi, cũng là nhân viên nhà hàng Nari để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo AFA, công an cho biết, điều tra ban đầu lúc 1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 4, ông DBG, 53 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, đi một mình đến nhà hàng Nari trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé để hát karaoke và uống bia với tiếp viên nữ của nhà hàng này. Báo pháp luật cho biết chi tiết khi đến quán ông Dê được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia và hát karaoke giá 40 USD một giờ. Do từng dùng dịch vụ tại quán nên ông tin tưởng và đồng ý rồi lên lầu 1 vào phòng hát theo hướng dẫn của nhân viên. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông Dê tính tiền ra về. Tuy nhiên lúc này, giữa ông Dê và nhà hàng xảy ra mâu thuẫn về số tiền trong hóa đơn. Báo pháp luật cho biết thêm, do nhận thấy có nhiều dịch vụ món ăn không yêu cầu sử dụng, khác với tư vấn ban đầu, với tổng số tiền phải thanh toán lên đến hơn 10 triệu đồng, nên ông Dê không đồng ý thanh toán. Nhóm nhân viên ở đây dùng nhiều lời lẽ chửi bới xúc phạm ông Dê và bắt thanh toán xong mới được cho ra khỏi nhà hàng. AFA cũng cho biết sau đó chủ nhà hàng giảm giá xuống còn 9,5 triệu đồng, nhưng do ông Dê vẫn không đồng ý, ông liền bị nhóm nhân viên kéo vào trong, khóa cửa, kéo rèm, rồi hành hung, cởi hết quần áo của ông Dê để quay video và tiếp tục đấm đá. Ông Dê vẫn không đồng ý trả tiền thì bị nhân viên mở cửa đẩy ra khỏi nhà hàng trong tình trạng không có quần áo. Ông Dê phải năn nỉ xin vào lại trong nhà hàng. Theo báo Lao động, tiếp đó một nhân viên đã tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng Visa của ông Dê để quẹt, thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng. Sau khi quẹt thẻ thành công, ông Dê mới lấy lại được quần áo để mặc. Hình ảnh nhóm bị can của nhà hàng Nari. Lúc này, quản lý nhà hàng yêu cầu ông phải ký tên vào hóa đơn vừa thanh toán nhưng ông Dê không đồng ý, thì nhóm này lại tiếp tục gây sức ép buộc phải ký hóa đơn, nếu không sẽ không cho ra khỏi nhà hàng. Nạn nhân sau đó đã đến công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được. AFA dẫn lời luật sư Đỗ Trúc Lâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho rằng, ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản mà cơ quan điều tra đã khởi tố, hành vi hành hung và lột sạch quần áo, ép người đàn ông trả tiền cho nhóm nhân viên nhà hàng ở quận 1, còn có dấu hiệu của tội làm nhục người khác. Thông thường một người phạm tội này sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Câu chuyện phần nào cho thấy đạo đức xã hội đã xuống đến mức trầm trọng. Con người hành xử với nhau không theo những quy tắc giao tiếp kinh doanh thông thường. Người ta đã không cần quan tâm đến chữ tín, đến việc tôn trọng người khác. Người với người đối xử với nhau bằng bạo lực, bằng lừa gạt, gài bẫy, chỉ nhằm vào mục đích kiếm thật nhiều tiền, bất chấp đạo lý và pháp luật. Phải chăng đây chính là thành quả của mấy chục năm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin chủ và nhân viên một nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn đánh đập, lột đồ khách. Nỗ lực chống tham nhũng của Tổng Trọng chỉ là múa võ sơn đồng. Ngày 5 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Sự nghiệp cuối đời hay cụ tổng đang múa võ sơn đồng. Theo tác giả, có lẽ nhiều người dân kính phục và tôn sùng ông Trọng như vị anh hùng chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để hàng loạt cấp dưới trực tiếp sai phạm. Như vậy, tác giả mỉa mai, ông Trọng là anh hùng, nhưng là anh hùng không phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Đó là mâu thuẫn lồ lộ, nghịch lý mồn một, nhưng được mặc nhiên chấp nhận.
Nhưng có lẽ cái tính chất lập lờ hai mặt, nửa nạc nửa mở ấy mới chính là đặc điểm của nền chính trị Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả cho hay, phương pháp chống tham nhũng của ông Trọng là trừng trị quan chức dính chàm, đồng thời kêu gọi hô hào các quan chức của đảng và chính phủ phải làm gương, nêu cao đạo đức, danh dự, thanh liêm, trong sạch. Nhưng chính phương pháp này lại là một sự vô lý khác. Ở mặt phải, nó chứng tỏ quyết tâm trừng trị quan tham và cảnh cáo mối quan hệ đen truyền thống quan chức thương gia. Nhưng ở mặt trái, nó phản ánh sự bất lực của chính phủ trong chống tham nhũng, đồng thời bộc lộ nguyên nhân bản chất của nạn tham nhũng. Tác giả cho rằng, nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam thì ai cũng thấy nó là mâu thuẫn giữa quy định về trách nhiệm nghĩa vụ của cán bộ đảng viên và phúc lợi chính thức họ nhận được. Một bí thư, chủ tịch cấp tỉnh muốn phát triển kinh tế địa phương nhiều khi phải mạo hiểm với những chính sách, với ý kiến chỉ đạo của nhiều nhân vật không liên quan và không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, một cán bộ lãnh đạo bằng quyết định, mạo hiểm và trí tuệ của mình có thể đem lại lợi ích chung cho địa phương hàng ngàn tỷ đồng, còn bản thân họ thì chỉ được phép nhận đồng lương tối đa 20 triệu đồng một tháng. Tác giả nhận xét, điều đó dĩ nhiên là không công bằng. Trong thâm tâm, tuyệt đại đa số cán bộ đều nghĩ như thế. Còn những doanh nghiệp được hưởng lợi thì không cần nghĩ nữa. Họ bù đắp sự bất công ngay bằng phong bì hoặc bỏ vào thùng xốp. Hình ảnh cụ tổng đang múa vỏ sơn đông bằng công việc đốt lò. Còn người dân nói chung thì thiết thực và sòng phẳng, dân sẵn sàng chi tiền cho cán bộ để được giải quyết công việc ổn thỏa trong quy định của pháp luật. Vẫn theo tác giả, thực tế xã hội Việt Nam đã vận hành như thế suốt mấy chục năm nay, bất kể các cuộc hô hào, các cao điểm chống tham nhũng hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác. Thế nhưng, đảng dứt khoát không chấp nhận thực tế ấy. Thế cho nên, nó là điểm chết của toàn bộ chủ trương, chính sách chống tham nhũng từ xưa đến nay, và từ nay đến mãi mãi về sau nữa. Tác giả bình luận, bản chất của tham nhũng là lợi ích vật chất, nhưng Tổng Trọng chỉ nêu cao ý thức đạo đức, danh dự, trách nhiệm với đảng, với tổ chức, với nhân dân. Lương công chức, viên chức vẫn tăng, nhưng chẳng bù được với giá tăng. Mà đói thì đầu gối phải bò, vô số cán bộ đảng viên phải bò bằng cách bán đủ thứ, từ bán hàng online, bán sức lao động đến bán chất xám, và những người khôn ngoan nhất thì đương nhiên bán chữ ký lấy tiền. Tác giả đánh giá đấy là cái động cơ khổng lồ chi phối toàn bộ hành động của bộ máy nhà nước, đem danh dự đảng viên hay sự gương mẫu để buộc nó quay ngược lại, thì khác nào thổi hoa giấy ngược gió mà đòi phải trúng hồng tâm của tấm bia di động. Tránh né điểm mấu chốt này, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng không thể đạt được hiệu quả thực sự như bộ máy truyền thống nhà nước tung hô. Nó chỉ có thể khiến cho cỗ máy tham nhũng quay chậm lại một chút, rồi sau đó sẽ phục hồi, thậm chí còn quay nhanh hơn để bù lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nỗ lực chống tham nhũng của Tổng Trọng chỉ là múa vỏ sơn đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d